xin chào mọi người. Thì hôm nay mình mới về một cái bộ cạc bê mới. Nó có thể chạy tất cả các loại bê, thì từ B1, B2.5, B0.91, B3, B4, B5, B10. Cái bộ cạc này nó rất là hay. Mà nói chung là nó đã Việt hóa rồi. Thì tất cả phần mềm đều là tiếng Việt hết. Mình rất là dễ là sử dụng. Đặc biệt có cái là mình xài qua wifi, mình không có kết nối dây nhợ gì hết. Đặc biệt là khi mà mọi người đưa lên cao á, cái màn hình LED của mình ở trên cao á, thì mình không phải cần kết nối dây, mình chỉ cần kết nối qua wifi thôi, máy tính hoặc là điện thoại kết nối wifi thôi, thì mình sẽ chỉnh sửa về mình cấu hình rất là nhanh và nó tiện dụng. Thì mọi người xem nha. Thì đây là bộ cạc mình mới về sáng này. Thì mình giới thiệu sơ về bộ cạc này nha. Đây là cái mã của nó đây. BXY2L. Nó chạy nguồn là 5V 2A. Chạy nguồn 5V 2A. Ok. Và cái này là cái cái anten của nó nè mọi người. Đây là cái anten của nó nè, 2.4G. Cái dây nó rất là dài. Cái bộ này á, thì nó có cái cổng audio nè. Thì mình sẽ cắm cái loa vi tính của mình vô đây, thì mình set chương trình nó vô trong này á, thì nó có nhạc á, thì sẽ, nó sẽ phát ra cái tiếng luôn. Nó đặc biệt nó hay vậy, nó sẽ phát ra cái tiếng. Thì mọi người có jack 3.5 á, có cái jack 3.5 của cái lo vi tính đó, thì mọi người cắm vô đây thì nó out ra audio. Còn cái phần này thì đây là cái cổng kết nối qua cái tại vì cái cạc này cạc chính, thì mình sẽ out ra cái cạc phụ, người ta thường gọi là cạc thu. Còn cái này là bộ cạc phát. Cạc phát này thì nó xài nguồn 5V nha mọi người. Nè, đây nè, nó có ghi rõ ràng nè. Bên 5V, một bên là bên cộng, bên trừ nè, cộng 5V nè. Và bên trừ nè, GND nè. Và nó ra mấy cái switch để mình kết nối qua những cái khác. Và đầu bên này thì cái bộ nhớ của cái cạc này á, thì nó 4GB, nó có cái bộ nhớ mấy trong này 4GB. Thì nó có tích hợp cho mình cái nữa là một cái cổng SD nè, một cái cổng SD đây nữa, và một cái USB nữa, thì mình có thể chạy một trong những cái này. Và cái này là cái cổng mạng LAN, mạng internet đó, mình cắm trực tiếp vô đây. Mà cái này mình xài qua wifi, mình không cần cắm cái cổng này. Thì khi nào á, cái cổng wifi này nó bị mất kết nối á, là nó không còn kết nối được nữa, thì mọi người sẽ mua một cái dây cáp internet, mọi người cắm vô đây thì kéo về máy tính, thì mình sẽ set bằng dây. Nhưng mà cái thì khi nào nó chết á, khi nào không còn kết nối được nữa, mình mới làm những cái mình mới mua cái dây. Còn về cái phần mà kết nối dây á, thì để mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Kết nối dây này cũng dễ thôi, mình kéo qua một bên đây. Cái dây này á, đây là cái phần ao nè, cái dây ao của cái cạc phát. Đây là cái dây ao của cái cạc phát nè mọi người. Thì mình sẽ ao qua bên này, mình sẽ ao qua một cái qua qua cái cạc thu này.
Thì cái cạc ở giữa đây mình đang chạy là ba cái cạc thu thì nó sẽ link với nhau. Thì ở đây mình gắm đây cái thí dụ như cái cạc này là cạc đầu tiên đi, thì mình sẽ kết nối cái cổng này qua cái cạc này, từ đây nó sẽ đi qua bên này, nó đi xe nó link với nhau vậy đó. Rồi nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Còn từ cái cạc thu này thì nó sẽ đi ra một cái dây cáp bẹ, cái dây bẹ nè, nó sẽ đi ra cái dây bẹ và nó đi vô cái màn hình LED, cái tấm màn hình LED của mình. Thì cái tấm màn hình LED này thì nó quy định đó là đây, mà đây nó có cái mũi tên này, mọi người thấy cái mũi tên không? Đây nè, mũi tên này và mũi tên đi lên này, thì mình sẽ cắm đầu cái mũi tên này chứ mình không có được cắm bên này. Nếu mình cắm bên này là không có đúng, tại cái này out rồi, cái này out ra ngoài, nó kết nối vào một tấm nữa. Cái này nè, nè cái mũi tên vô nè. Đó, mình sẽ cắm cái đầu vô mũi tên này. Thì cái quy trình mình quan trọng là mình setup và mình kết nối tấm thôi. Cái bảng này mình đang set cho cái bạn ở ngoài tỉnh đó. Thì cao của nó là cao để coi coi 8 tấm, bề ngang là 2 tấm một cạc. Một cạc như vậy thì nó chạy là 2 tấm ngang. 2 tấm ngang giống như 2 tấm gạch nè. Mọi người cứ để ý đây, 1 tấm 2 tấm nè. Cao lên đó là bề ngang này 2 tấm. Cao lên đó thì là 8 tấm. Là một cạc như vậy thì nó chạy được 16 tấm. 16 tấm B4. Mình đang chạy là 16 tấm B4. Cái này là B4. Thì là ba cái cạc như vậy thì là 48 tấm. 16. 6 3 18 đúng rồi, 48 tấm. Thì mà mình đang set cái bộ này nó là như vậy. Nó là 48 tấm B4. Mọi người có thể làm B3 rồi B5 hoặc B10. B10 full thì nó sẽ B3, B3 với lại B10 thì nó sẽ nhẹ hơn, B5 nó sẽ nhẹ hơn. Cái độ vân giải nó thấp hơn cái này. Cái này B4 rất là đẹp. Tại vì chưa có ghép vô nên mình để rời tấm rời ra. Mình đang test cái cạc, mình đang set chương trình này. Thấy không? Chương trình rất là đẹp ha mọi người. Chạy có 2 tấm B4 thôi mà rất là đẹp. Để bề sự bị so le nữa nè, rất là đẹp, nét quá trời nét rồi. Thì cái phần giới thiệu cái cạc BX-Y2L này thì tới đây thì cũng hơi dài rồi. Thì mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ, nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video clip kế tiếp. Thì cái video clip kế tiếp á, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách setup trên phần mềm và giới thiệu cho các bạn những cái mà cái hay ở trên phần mềm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip kế tiếp.